trước khi vào buổi thi đấu đầu tiên của giải góp vô địch tranh cúp thống nhất sẽ là lễ khai mạc và sắp cặp các thành viên hai đội tuyển. Theo đó, 4 cặp thi đấu buổi sáng đầu tiên theo thể thức foursome sẽ là Trần Thế Cường, Thái Trung Hiếu thi đấu với Hoàng Ngọc Quý và Phạm Minh Hồng. Cặp thứ hai đó là hai golfer Phạm Việt Hùng, Đỗ Duy Hiền thi đấu với Nguyễn Văn Tài và Lê Khả Tuyên. Cặp thứ ba là golfer Trần Bình Quang Huy, Hà Ngọc Hoàng Lộc thi đấu với Nguyễn Ngọc Khôi và Nguyễn Văn Thống. Cặp thứ tư là golfer Nông Trung Hiếu, Đỗ Quang Khánh với Hoàng Quân và Đỗ Anh Đức. Cùng với đó là 4 cặp thi đấu theo thể thức foursome vào buổi chiều ngày mai là golfer Nguyễn Hồng Hải, Hoàng Quân thi đấu với golfer Hoàng Ngọc Quý và Đỗ Duy Hiền. Cặp thứ hai là golfer Nguyễn Văn Thống, Huỳnh Quang Đức thi đấu với Thái Trung Hiếu và Hà Ngọc Hoàng Lộc. Cặp thứ ba là golfer Đoàn Văn Nam, Nguyễn Việt Dũng thi đấu với golfer Vũ Phạm Nguyên An và Nông Trung Hiếu. Cặp thứ tư là golfer Đinh Viết Sinh, Phạm Quốc Phương thi đấu với golfer Nguyễn Văn Trung và Lê Hùng Nam. Có thể thấy 8 cặp đấu foursome và foursome trong ngày thi đấu đầu tiên đều là những golfer single rất mạnh của cả hai đội tuyển. Và chắc chắn rằng các cặp đấu này sẽ mang đến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt, gây cấn và những cung bậc cảm xúc khác nhau.